Dự thảo luật lao động dự kiến có hiệu lực từ năm 2018 vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận. Một trong số các nội dung được quan tâm nhất chính là việc lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi sẽ bị mất đi một số quyền lợi, và cụ thể là việc họ sẽ bị mất đi 60 phút nghỉ mỗi ngày như là hiện tại. Vậy đâu là căn cứ đưa ra dự thảo này, và nếu như bỏ đi một giờ quý báu của người mẹ thì liệu doanh nghiệp được hay là mất? Ngày hôm nay, Nhật ký Cuộc sống sẽ tiếp tục làm rõ câu chuyện này với phân tích của đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng với các chuyên gia. Đây là dự thảo về luật lao động 2018 mà ông Hà Đình Bốn, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, là tổ trưởng tổ biên tập dự thảo. Dự thảo lần này bỏ đi một số điều khoản có lợi cho phụ nữ. Theo ông Bốn, không phải là không có lý do. Trong ý kiến tham gia của các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, thì họ đề nghị rằng là đối với cái quy định như vậy thì nó quá là gây khó khăn cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất lao động, ảnh hưởng đến cái thời giờ và cái dây chuyền sản xuất, và cũng như thay thế nếu như một người lao động đang lao động trong dây chuyền mà nghỉ đi 60 phút thì sẽ ảnh hưởng đến cái dây chuyền. Tuy nhiên, lý do phụ nữ có con nhỏ nghỉ thêm 60 phút làm giảm năng suất lao động như luật hiện hành không thuyết phục được nhiều chuyên gia. Tính như thế có nghĩa là chúng ta lại thiệt đấy, chứ không phải là chúng ta lợi đâu. Cứ lo lắng suốt ngày vì đứa trẻ nó khát sữa, hay là vì không yên tâm về nó đã được gửi ở nhà cho ai đó, thì tất cả những cái điều đấy nó sẽ làm giảm năng suất, trực tiếp giảm năng suất. Nếu chúng ta tạo điều kiện tốt cho phụ nữ để cho những người ta có thể có chăm sóc đứa trẻ, vừa có thể lao động cho chúng ta, thì chúng ta vừa được lợi cả về mặt chính trị, vừa được lợi cả về mặt xã hội, và hơn nữa chúng ta lại được lợi về mặt sản xuất. Cũng theo giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quý, dự thảo luật lần này không có được bước tiến tính đến quyền lợi cho người lao động, gia đình và xã hội. Ngược lại, cái dự thảo luật lần này thì chúng ta lại dường như là có bước lùi. Đứng về mặt nhà nước mà nói ấy, thì chúng ta phải dung hòa các cái vấn đề này. Chúng ta không nên đứng về phía cái người chủ để mà chúng ta quyết định những cái điều luật mà nó khác với cái nhu cầu và cái cuộc sống của người lao động. Trong khi đó, theo số liệu của Tổ chức Lao động Thế giới ILO, hiện tại trên thế giới có tới 121 quốc gia quy định thời gian nghỉ hoặc giảm thời gian làm việc hàng ngày để mẹ cho con bú. Trong số này có 114 quốc gia quy định lao động nữ được nhận đủ lương trong khoảng thời gian nghỉ này. Không chỉ ưu tiên cho phụ nữ có con dưới 12 tháng tuổi, một số quốc gia còn ưu tiên thời gian nghỉ này khi lao động nữ có con 23 tháng tuổi. Bước đầu thì ban soạn thảo và tổ tập cũng cứ cập nhật các thông tin để đưa ra, để xin ý kiến xã hội, xin ý kiến dư luận, xin ý kiến rộng rãi xem như thế nào. Thế để có thể là đó cũng là cái cơ sở để chúng tôi tiếp tục tiếp thu và hoàn thiện. Thế và có thể là trên, còn cái quyền cuối cùng là quyền về luật pháp, là ý chí của nhân dân. Vụ pháp chế Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, từ nay cho đến 22 tháng 1 vẫn đang xin ý kiến của người lao động và dư luận. Đơn vị sẽ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến để có cơ sở hoàn thiện dự thảo luật quan trọng này.